Chào các bác nhé. Theo cầu các bác thì tôi sẽ review hạt giống, rau củ quả các loại. Thì các cụ ta từng nói là nhân nước rồi đến phân đúng không ạ? Nhì phân này, tam cần là cần cù ấy, là câu đầu của các bác ấy. Rồi đến thứ tư là giống. Giống được xếp thứ tư để quyết định năng suất, cũng như được mùa hay không thì cũng giống rất là quan trọng các bạn nhé. Cũng như tỷ lệ nảy mầm, rồi tỷ lệ kháng bệnh. Tôi sẽ review cho các bạn xem qua những loại mà rau củ quả. Các bạn xem ứng dụng được thì có thể mua hàng bên shop Vanilai, một shop uy tín chuyên phân phối cung cấp những mặt hàng thuốc về thực vật cũng như hạt giống rau củ quả chất lượng cao nhất đến tay các bác. Làm sao hỗ trợ cho các bác trúng mùa, tăng năng suất. Thì giống tốt thì các bạn trồng thì nó sẽ tăng trưởng tốt, cũng như nảy mầm tốt, kháng bệnh tốt, quả sẽ to và ngon. Rau cải xanh các bạn, tỷ lệ nảy mầm rất là cao nhé. Kháng sen đông, có gói 20g, 50g, 100g. Rất nhiều cái cách các bạn trồng nhiều thì có thể mua gói ký cũng có, mà 100g cũng có nhé, một lạng cũng có đấy. Cải xanh mỡ các bạn này, cái nhỏ này cái lớn này, đấy, trồng đồng. Tiếp theo đến ngò rí các bạn này, ngò mùi ấy là nó đó nhé, tần nô cải cúc này. Cái lớn cái nhỏ có hết các bạn. Đậu bắp này, trái xanh trái trắng này, trung nông sen nông, xà lách này, cái to cái nhỏ có đủ hết, xà lách cây, bí đỏ, trái tròn, rau dền ba màu, dền đỏ, mướp sen nông, bầu chánh nông, chánh phong, bí đao chanh, bí xanh, nó sẽ F1, thanh phương, sen nông, hạt cô ve đen. Bí ăn đọt, ăn ngọn, gói lớn, cải ngọt, sen nông, gói nhỏ gói lớn. Các bác xem tham khảo nhé, dưa gang này, đu đủ, Đài Loan, F1 ruột vàng trái dài, xà lách song Mỹ, hành cao sản, hẹ, thì là tía tô, sen nông, rau thơm trắng, rau quế, đậu rồng, khổ qua tây, mâm ngọt, cà pháo trắng, cà nâu, cải mẹ rún, ớt, ớt hiểm F1, rau đay, cà chua bi, rau má, cải bơ xôi, kinh giới, bí hạt đậu, F1 sen nông, ngò gai, cà nâu, bí giá ếch, cà dê trắng, dâu F1, rau má, rau húng chanh, húng lủi nha. Rất nhiều sản phẩm khác tôi không thể nào mà quay hết được các bạn. Các bạn là ứng dụng hay là các bạn cần trồng loại nào thì các bạn cứ inbox Zalo, số điện thoại để có phải màn hình vậy nhá, hoặc là gọi điện trực tiếp. Cải ngọt nồng, cải bông các bạn, củ cải trắng. Gì đấy? Dền lá nhọn, trăng nông, tần nô gói lớn nửa ký, rau cải mầm sen nông,
100g. Ngò các bạn 1 ký. Ngò trăng nông, hạt ngò các bạn này, tẩm thuốc nó màu đỏ này, 1 ký. Tôi quay cho các bạn xem rồi, các bạn mà có nhu cầu thì các bạn mua cái lớn cái nhỏ hay trồng bao nhiêu, trồng ăn hay kinh doanh thì các bạn cứ liên hệ shop online nhá. Làm shop uy tín. Các bạn mua đáng đồng tiền, chúng tôi sẽ gửi tận nơi cho các bạn. Đây là những hãng tôi quay cho các bạn là những hãng uy tín. Tỷ lệ nảy mầm tốt cũng như kháng bệnh tốt, tăng trưởng tốt. Chất lượng nông sản cao. Các bạn đất đai tốt nhưng mà có công chăm sóc cần cù, nhưng mà các bạn giống các bạn không chuẩn thì nó không năng suất được, làm chúng ta đầu tư rất tốn kém. Cho nên việc lựa chọn cái giống thì chúng ta gieo trồng làm kinh tế rất là quan trọng các bạn nhé. Tôi quay cho các bạn xem những hạt giống chuẩn chất lượng cao với số lượng này phân phối cung cấp cho các bác. Thì các bác ở xa thì có thể là mua hàng chúng tôi gửi qua bưu điện, gửi tận nơi cho các bạn. Các bạn cung cấp địa chỉ này, tên này, số điện thoại này, để có nhân viên bưu điện sẽ gọi cho các bạn để phát cho các bạn tận nơi các bạn. Các bạn kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Shop online cho các bạn kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Anh em làm ăn lâu dài, làm uy tín thì sẽ bán được nhiều lần. Các bạn mua hàng chất lượng thì các bạn giới thiệu cho anh em ra cùng dùng. Chúng tôi bán được nhiều hàng. Làm sao bên Adila sẽ đặt chất lượng lên hàng đầu, cung cấp hàng chất lượng cao nhất. Cảm ơn các bác đã xem theo dõi video cũng như tin tưởng ủng hộ shop Adila. Các bạn mà cần tôi review những cái gì về nông nghiệp ấy thì các bạn cứ comment bên dưới nhé, chúng tôi sẽ review cho các bạn xem. Cũng chỗ các bác không có thì chúng tôi mở ra một kênh phân phối phục vụ tận nơi cho các bác. Những mặt hàng chất lượng cao đã bán là phải tốt các bạn, phải chuẩn. Cảm ơn các bác.